Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại trở lại với cả tiêu thứ số video thứ ba về cái sản phẩm thứ ba của bên mình, đó là cây lá ưng sét. Đó, ưng sét trước mặt các bạn đây. Đó, ngày xưa thì cái này như là 180 đúng không? Hiện tại bây giờ mình sẽ bán với giá 150 anh em ạ, đồng giá với cả quỷ vương với cả ưng không là 150, với cả chỉ giá 150. Mà cái đợt này ấy, thì nói chung là nó làm khỏi phía trên luôn anh em ạ. Và đợt này mình về có hai mẫu 7 với cả 75 anh em nhé. Đó, 7 75 nhìn rất là đẹp anh em nhìn không? Đấy, trời ơi, những cái mẫu inox như này thì các anh em không mua thì mua ở đâu, chỉ 150.000 thôi mà zin được về một cái cây như này thì thực sự là rất là hợp lý. Đó, nói chung là những cái mẫu này, những cái mẫu ở bên Tàu cũng thế thôi, những mẫu ở Việt Nam cũng thế thôi, thì nó theo thời gian nó cũng sẽ giảm thôi, nhưng mà nó chỉ giảm đến một mức nhất định thôi. Mình có thể giảm 140, 130 hay là gì cũng được, nhưng mà đó là tùy từng thời điểm, và thời điểm hiện tại thì không thể nào giảm được cái mức giá như vậy, bởi vì là cái chi phí về Việt Nam rất là cao. Hiện tại bây giờ cái cân nặng về Việt Nam rất là cao, nên thành ra là những cái mẫu như này nó cũng ở mức giá như vậy thôi, 150 rất là hợp lý đúng không anh em? Ngày xưa nhưng bán những cây về những cái nhựa những cái kiểu cũng 130 rồi, trời ơi. Đó, nhưng mà đây là mẫu inox chất thực sự chất. Đấy, nhìn không? Đấy, ngày xưa thì nó cắt plasma, nó bị những cái vết sần sần ở những cái mép của cái tia sét này. Em nhìn thấy không? Bây giờ này nó rất là sắc nét. Trời ơi. Thật ra thì ở phía đằng sau này nó vẫn bị. À, phía đằng sau này nó vẫn bị một chút, nhưng mà đằng sau này thì ai người ta nhìn mình có để ý nhiều đến đâu. Nhưng mà khi mà mình nhìn về mặt trước của nó thì thực sự là nó rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn không? Từ con chim ưng này không một lét nào bị thừa hay là bị nham nhở gì cả, rất là đẹp đấy. Còn mẫu này thì nó có hai size 70 với cả 75, anh em thích 75 thì có 75, anh em thích 70 có 70. Còn cây này thì mình cũng đánh giá rất là cao về cái độ hoàn thiện và về cái độ đẹp của nó, rất là ok đấy. Ôm cầm hay là cái gì cũng thế cũng đều được hết đấy, nhìn thấy không? Này mình cầm này rất là thoải mái luôn, không có gì cả. Này ôm tỉ cũng được, anh em ăn tỉ cũng được, tỉ cầm như này. Đó, nói chung là để mà nói về những cái hàng CNC ở bên Trung Quốc ấy thì cái mức giá của nó bỏ cho ra rất là hợp lý, rất là phải chăng, không như ở Việt Nam mình. Nhưng mà mình so sánh nhiều nên Việt Nam với cả Trung Quốc không hay lắm, nhưng mà ở Việt Nam thì dĩ nhiên là nó đẹp hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà ở bên Trung Quốc ấy thì nó không quan trọng về cái độ hoàn thiện nhiều lắm, nó không chú chú trọng về cái độ hoàn thiện ấy. Thành ra là khi mà ra những cái lá nó không làm bo được, nó không mài bo. Nó mài bo thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian và vấn đề là tiền bạc, và vấn đề ấy nó cũng sẽ rất là cao. Nhưng mà làm một cái lá mà để chơi được thì những cái cây như này thì rõ ràng là chơi được rồi đúng không? Đâu cần phải cao siêu lắm, đây nó cũng có mài cho anh em một chút bo bo ở những cái phần này đó, những cái phần viền này để cho đỡ cấn tay, đỡ bị dính vào những cái gờ của cái inox đó. Thành ra là về chỉ việc chơi thôi chứ có làm gì đâu, chả có cái gì cả. Nói chung là về phần tép kẹp tất cái kiểu thì anh em không cần phải bàn nữa rồi. Cái mẫu này khi mà nó làm ấy, thì đúng là ngày xưa nó không chú trọng vấn đề là kẹp thun hay là gì cả, nhưng mà hiện tại bây giờ thì những cái kẹp này thì khỏi bàn rồi, không đi đâu phải bàn cãi gì nữa. Ở Việt Nam ấy thì đây, đây những mẫu CNC Việt Nam mình đây, nhìn không? Mình cũng muốn so sánh một chút đấy. Đấy, đây mẫu CNC Việt Nam thực sự thì họ thực sự rất là đẹp, bởi vì là cái độ hoàn thiện của mình cũng rất là cao đó. Ốc này đấy, xí độ CNC này đấy, đây là cây cái gì Lucky Boy, nhưng mà ấy hình của con chim ưng này. Đấy, hình con chim ưng đấy. Nhưng mà đấy, so sánh giữa hai cây thì đây, cây này là bên mình đã mài đấy, anh em hiểu không? Mài bo lại đó thì giá thì rơi vào 500, nhưng mà chắc gì đã được bằng như những cái này đấy, em nhìn không? Trời ơi, khác một trời vực, một cái 12 một cái 10 thế luôn, một cái dày 12 một cái 10, cái này 10 này, cái này 12 này đấy. Để mà nói mà bo với cái kiểu ấy thì ok, hàng Việt Nam khi mà anh em mình mài ấy, thì anh em mình luôn chú trọng đến cái phần bo tay đối với mình hay là không, nên khi mài thì công mài họ bỏ ra cũng rất là cao đấy. Thành ra là đó, một cây như này giá thành đội lên cũng rất là cao, nhưng mà cái giá phôi ở Việt Nam cũng rất là cao, mình nói thật luôn. Cái phôi như này không
mà chưa gì 350. Chờ, đây một cái cây inox mà đã lên như này rồi, 150. Thế các bạn về các bạn chỉ việc mới bỏ thời gian ra mài, mua một cái máy mài về mài chơi chơi vậy, còn không thích mài thì để nguyên như này mà chơi. Đáng bao nhiêu đâu, trời ơi, có 150 đó. Sau khi mà mài lên các kiểu như này thành ra nó bán với giá là 500, bán với giá là 500. Anh em là thích những cái mẫu như này thì bên mình cũng có, nhưng mà nó cái gì thì cả nó cũng phải hợp lý, bởi vì là hàng ở Việt Nam ấy thì khi mà anh em mài lại nó cũng mất rất là nhiều công đấy, công sức các kiểu, rồi thì giá thành ở Việt Nam ấy nó rất là cao, giá thành phôi ở Việt Nam là rất là cao, CNC Việt Nam. Việt Nam còn phải học Trung Quốc rất là nhiều đó. Mẫu Trung Quốc 150 với cả một mẫu Việt Nam 500. Anh em bảo mẫu nào, anh em sẽ chơi mẫu nào hơn, anh em sẽ chơi mẫu nào? Mình một người bán mà cũng là một người chơi thì mình, thời gian thì khi mà mình đặt cái quan điểm của mình vào vừa mình bán cả hàng Việt Nam lẫn hàng Tàu, mình không nghiêng về phần nào cả, nhưng cái gì hợp lý thì mình bán cho anh em, cái gì hợp lý thì mình bán cho anh em đấy. Còn nếu mà để chơi một cây inox inox hàng Tàu thật sự ấy, thì nên chơi những cái cây như thế này, nên chơi những cây nhà. Nếu mà anh em mà không thích thì phải tự mài đi, bỏ ra, bỏ tâm huyết ra mài một chút thôi là nó sẽ bóng ngay, nó sẽ bo, nó sẽ đẹp ngay lập tức, chứ không phải là cái kiểu gì đâu. Bỏ ra 150, mà kể cả là bây giờ bạn đố bạn mua được 150 một cái phôi này ở Việt Nam luôn, mình thề luôn, 150 một phôi inox không bao giờ có mấy mức giá như vậy. Họ cắt cái cắt không cái con chim này, cắt không cái con chim này quá là kinh khủng rồi. Cắt không cái con chim luôn đã là, mà cắt ra cả cây lá nữa thì thôi chịu luôn, giá nó đẩy lên rất là cao. Ok đấy, anh em thấy hàng thì liên hệ với mình là số điện thoại bên dưới 0981618883 đấy, thì cái combo này cũng tặng kèm 4 bộ thun luôn, 4 bộ thun presale lộp nhộp như này đấy. Ok, nhớ like và subscribe kênh giúp mình. Anh em mà muốn lấy hàng thì nhớ liên hệ mình là số điện thoại bên dưới, hoặc là comment xuống bài viết xuống dưới video này nhé. Ok, chào.